truyện audio Lê Duyên Dương Lê xin gửi đến quý khán giả lời chúc sức khỏe và lời chào thân ái. Audio kỳ này, Lê Duyên hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả một cây bút nữ người Mỹ, được xếp thứ tư trong danh sách 10 tác giả kiếm tiền giỏi nhất thế giới trong năm 2009-2010 của tạp chí Forbes. Nữ văn sĩ Danielle Steele. Danielle Steele sinh năm 1947 tại New York. Bà đến với sự nghiệp văn chương từ năm 24 tuổi và có khoảng hơn 21 tiểu thuyết viết về những mối tình nảy nở trong chiến tranh đã làm rung động bao con tim độc giả. Tác phẩm của bà nằm trong danh sách The Best Sell của New York Times trong 390 tuần liên tiếp và đã có hơn 22 tác phẩm được chuyển thể thành phim. Hiện nay, bà đã viết hơn 113 tiểu thuyết và bán được hơn 590 triệu bản trên toàn thế giới, được dịch ra 28 thứ tiếng khác nhau ở 47 quốc gia và là tác giả có truyện được dịch nhiều nhất thế giới. Ngoài viết tiểu thuyết, Steele còn là tác giả của loạt truyện Max and Martha dành cho người đọc trẻ, nói về những vấn đề rắc rối họ gặp hàng ngày. Ngoài tiểu thuyết, bà còn sáng tác thơ dành cho thơ truyện thiếu nhi và các thể loại phi hư cấu. Tiểu thuyết của bà, ngoài những yếu tố lãng mạn của những tình yêu đôi lứa, đấu tranh cho cuộc sống, chiến đấu với định mệnh, những phụ nữ mạnh mẽ, quyết tâm vượt lên số phận, những tình huống tâm lý được sắp xếp logic, không thiếu phần căng thẳng và hồi hộp. Chỉ riêng ở Pháp, mỗi tựa sách bán trên 300.000 bản. Văn chương của bà còn đề cập sâu hơn nữa về vấn đề nhân loại, về tình nhân ái của con người với con người. Độc giả Việt Nam đã quen thuộc với Danielle Steele qua rất nhiều tiểu thuyết của bà, như Bây giờ và Mãi mãi, Hơn cả ước mơ, Người vợ người tình, vân vân. Trong số đó, Lê Duyên muốn nói đến quyển tiểu thuyết mang tên Những cánh hoa lạc loài, hay còn gọi là Kính vạn hoa. Những cánh hoa lạc loài bắt nguồn từ mối tình của Sam Walker và Solange nảy sinh sau cuộc chiến tranh Paris chấm dứt. Sam đưa vợ về quê hương nước Mỹ sinh sống. Anh bước vào nghề diễn viên và trở nên nổi tiếng trong làng kịch ở Broadway. Tại đỉnh vinh quang, Sam sa ngã vào những cuộc ăn chơi trụy lạc, bỏ lại sau lưng một Solange đau khổ vì hạnh phúc gia đình đã tan nát. Họ có ba đứa con gái, Hillary, Alexandra, Megan chỉ mới 9 tuổi. Oliver Patterson, bạn thân của Sam, người có mặt ngay từ khi cây tình yêu của bạn mới nở hoa, không thể nuôi được ba đứa con của bạn vì vợ anh không ưa gia đình Sam. Cuối cùng, ba đứa trẻ bơ vơ về sống thiếu thốn tình thương lẫn vật chất với người cô nghèo khổ, chị của Sam. Số phận của những cánh hoa lạc loài đã bắt đầu khi Arthur vì hoàn cảnh phải chia mỗi người mỗi ngã. Cuộc ly biệt ấy sẽ đưa chúng ta đến những tình tiết đau lòng, đắng cay với những vực thẳm cạm bẫy cuộc đời. Bây giờ, Lê Duyên xin mời quý thính giả thưởng thức một trong những tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Danielle Steele. Tiểu thuyết Những cánh hoa lạc loài, tác giả Danielle Steele, dịch giả Hoàng Long Điền. Tập 1. Phần thứ nhất, Solange. Chương 1. Chương 1.
2 giờ rưỡi chiều ngày 25 tháng 8, tướng Von Schottis đầu hàng. Paris được quân đồng minh giải phóng. 4 ngày sau khi bước đều giữa công trường Champs-Élysées trong một cuộc diễu binh khải hoàn ngày 29 tháng 8, Sam Walker đã không giấu giọt lệ tự hào khi chàng nhịp bước cùng các đồng đội. Chàng hồi hộp đến nghẹn ngào khi nghĩ rằng bọn chàng đã đến từ bên kia đại dương, đã băng rừng lội suối, chịu bao nhiêu gian khổ để giải phóng thành phố Paris trong giấc mộng đời anh. Những tiếng la ó reo hò của dân chúng sắp hàng hai bên đường phố lại càng làm anh cảm động khóc to hơn. Khi đoàn quân đi qua Khải Hoàn Môn đến nhà thờ Đức Bà để làm lễ tạ ơn, Sam nhận ra rằng chàng chưa bao giờ cảm thấy biết ơn cuộc đời về việc gì hơn việc chàng đã được sống sót qua cuộc chiến tranh này. Và được đến thành phố lừng danh này để mang tự do đến cho nhân dân thành phố. Sau nghi lễ tại nhà thờ Đức Bà, Ofer và Sam cảm động sâu xa khi họ rời nhà thờ. Bước đi chậm rãi dọc phố Arcole, buổi chiều hôm ấy họ được tự do và trong một lúc Sam bỗng thấy không biết mình nên làm gì nữa. Chàng chỉ muốn tản bộ và tận hưởng những phút giây say chến choáng men chiến thắng. Đến đâu chàng cũng mỉm cười với những người chàng gặp. Hai người ghé vào một quán cà phê nhỏ ở một góc phố và được mời một cốc trà nhỏ bốc khói như mọi người và một dĩa nhỏ bánh bích quy do bà chủ quán dâng lên mời mọi người. Họ cảm động hôn cả hai ông bà chủ quán tốt bụng. Đến lúc ra về, bà chủ quán không để họ trả tiền mặc dầu họ nài nỉ cách mấy đi nữa. Ofer nói được một ít tiếng Pháp, còn Sam chỉ biết ra dấu để tỏ ý biết ơn và hôn bà chủ quán lần nữa. Điều họ nhận thấy quá rõ là mọi người ở đây thiếu thốn thực phẩm như thế nào. Việc đưa bánh bích quy ra mời là một dinh dự hiếm hoi quý báu, vô cùng dành cho khách lạ. Khi họ rời khỏi quán nhỏ, Sam lại trở nên lầm lì. Rốt cục, có lẽ chiến tranh không đến nỗi tệ lắm chăng? Có lẽ đánh đấm cũng không uổng công lắm đâu. Năm nay chàng 22 tuổi và chàng cảm thấy như đã chinh phục được cả thế giới, hay ít nhất đã chinh phục được cái phần duy nhất đáng kể. Ofer cười giễu chàng khi họ cùng đi dạo phố. Vì một lý do nào đó, Rome làm cho Ofer cảm động hơn. Có lẽ vì trước chiến tranh, anh cũng đã có một thời lưu ngụ tại thành phố đó và Rome vẫn là một nơi khá đặc biệt đối với anh. Đối với Sam, Paris là một thành phố đặc biệt, mặc dù trước đây chàng chưa từng ở đó. Patterson này, như cậu biết đấy, tớ không thích trở về quê, chán chết, phải không? Nói câu đó, Sam chú ý đến một thiếu phụ đi bộ đằng trước họ nên chàng đãng trí, không còn để ý đến câu trả lời của Ofer. Nàng có một mái tóc đỏ rực như lửa, cột lại xõa xuống sau gáy. Nàng mặc một bộ đồ xanh nước biển tuy cũ, nhưng cũng làm tôn lên những đường cong tuyệt đẹp của thân hình. Đầu nàng ngẩng lên kiêu hãnh tự hào, như thể chẳng bao giờ phải nhờ giả ơn huệ ai. Nàng đã sống qua thời Đức chiếm đóng, nàng chẳng nợ nần ai cái gì, kể cả những người Mỹ, những nước đồng minh đã giải phóng Paris. Cảm nghĩ của nàng người ta nhận thấy rõ qua điều bộ cử chỉ của nàng. Sam nhìn chòng chọc vào đôi chân thon đẹp và đôi mông nàng lắc qua, lắc lại khi họ đi theo nàng trên đường phố. Sam quên hẳn trò chuyện với Ofer. Ofer hỏi, phải không cậu? Cái gì? Sam không thể tập trung vào điều bạn nói. Anh chỉ nhìn thấy mái tóc đỏ, đôi da mảnh dẻ và dáng đi tự hào của nàng. Đến ngã tư nàng ngừng lại, rồi bước lên cái cầu bắc qua sông Sen, quẹo xuống bến Montebello. Sam vẫn bước theo nàng như người mất hồn. Ofer hỏi, cậu tính đi đâu đấy? Không biết nữa. Sam đáp nghe có vẻ trịnh trọng. Đôi mắt xanh lơ của chàng trông nghiêm trang, làm như nếu nàng mất dạng thì đó là một chuyện gì ghê gớm lắm sẽ xảy ra vậy. Cậu làm gì vậy? Chàng nhìn Ofer trong nháy mắt, rồi lại mau mau rảo bước, như thể sợ mất dấu cô gái. Rồi bỗng dưng Ofer cũng nhìn thấy nàng. Anh nhìn thấy nàng đúng như lúc nàng quay mặt lại nhìn họ, làm như nàng bỗng cảm thấy họ đứng đằng sau mình. Nàng có khuôn mặt đẹp như một mạch đá quý, nước da mịn màng trắng hồng với những đường nét dịu dàng
và cặp mắt to xanh nhìn thẳng vào họ, từng người một. Tia nhìn của nàng dường như dừng lại ở Sam, như báo động cho chàng đừng tới gần hơn nữa. Chàng đờ người ra vì không biết tiếng Pháp và vì cái nhìn cảnh cáo của nàng vừa rồi, nhưng khi nàng bước đi, chàng lại bước theo, lần này cương quyết hơn. Chàng hỏi Arthur mà không đợi trả lời. Có bao giờ cậu thấy một khuôn mặt như vậy chưa? Nàng là cô gái đẹp nhất tới chưa bao giờ được gặp. Người nàng có một thứ hào quang tỏa ra, dễ dàng cuốn hút người khác chú ý. Nàng có một sức mạnh ta có thể cảm thấy dù đứng ở xa. Đây không phải là cô gái tung qua cho quân đội đồng minh hay cô gái sẵn sàng vòng tay ôm lấy cổ anh lính gần nhất. Đây là cô gái đã trải qua cuộc chiến và cảm thấy chẳng biết ơn ai về điều đó cả. Cô ta đẹp đấy. Arthur tỏ vẻ đồng ý, cảm thấy rằng câu nói đó không đủ diễn tả cảm nghĩ của anh. Nhưng anh cũng cảm thấy có cái gì hơi ngượng ngập, vì Sam cứ theo nàng tò tò như một con chó trung thành. Theo mình nghĩ, nàng không thích tụi mình bám gót nàng như vậy. Này, nói với cô ta câu gì đi. Sam hoàn toàn bị nàng thôi miên khi khoảng cách rút ngắn dần. Cậu có điên không? Hồi nãy cô ta nhìn chúng mình không lấy gì làm thân thiện lắm. Họ thấy nàng biến mất vào trong một cửa tiệm, còn họ cứ đứng như cây si mọc bên đường. Giờ sao đây? Arthur có vẻ ngượng ngập. Vì cứ tò tò theo đuôi người đàn bà dưới đường phố Paris, giải phóng hay không giải phóng thì đó cũng là chuyện kỳ cục, anh không thích. Chúng mình cứ đợi cô ta ra, rồi mời cô ta đi uống một ly cà phê. Sam bỗng tiếc, giá dành dễ bích quy lại để mời nàng thì hay biết mấy. Nàng gầy quá, có lẽ đến mấy năm nay nàng chưa thấy dĩa bánh như thế bao giờ. Nàng xứng đáng được hưởng như vậy lắm chứ. Chàng đã phải lê lết trên các nẻo đường Bắc Phi và trường bằng bụng qua từng tấc đất nước Ý và lết bằng đầu gối hành quân vào nước Pháp. Chỉ có thế thôi, có gì là đáng kể so với việc sống trong vùng tạm chiếm, nhất là khi người ta là đàn bà. Bỗng dưng chàng muốn cứu nàng thoát khỏi tất cả những gì nàng đã phải chịu đựng trước đây, khỏi tất cả những gì có thể xảy ra cho nàng sau này với hàng ngàn quân đồng minh đang chạy điên cuồng khắp Paris. Nàng bước ra khỏi cửa tiệm, tay xách túi lưới trong có hai hộp dịch và một ổ bánh mì. Nàng nhìn họ với vẻ bực tức khi thấy họ chờ nàng ở ngoài. Mắt nàng quắc lên khi nàng nói câu gì với Sam, nhưng chàng không hiểu. Chàng quay nhanh qua Arthur nhờ phiên dịch. Nàng nói gì vậy? Tất nhiên không phải một câu nói âu yếm rồi, nhưng cứ cho là thế đi nữa thì cũng chẳng hề gì. Ít ra là nàng đã nói với họ. Hình như Arthur có hơi đỏ mặt khi nàng bực tức ngó Sam. Chàng có bao giờ bệ rạc như vậy đâu. Ở Rome và ở bất cứ nơi nào họ tới, chàng cư xử rất đàng hoàng. Trừ một vài lần chàng chồng ghẹo cấu déo hay hôn mấy cô gái, nhưng chuyện này khác hẳn. Arthur không chắc chàng có thích nghe không. Nàng bảo, nếu chúng ta còn sáng đến gần nữa, nàng sẽ đi báo sĩ quan chỉ huy bắt nhốt chúng ta. Mà, Walker này, tớ thành thực nghĩ rằng nàng sẽ làm thật đấy. Sam cười, có vẻ lấy lại bình tĩnh và vui tính trở lại. Khi chàng hết liều mạng, sao không bảo rằng cậu là đại tướng? Này, cậu nói với nàng rằng tớ mê nàng rồi. Rồi tớ là phải thay cậu đem tặng nàng hộp kẹo với đôi giới lụa nữa chứ gì. Thôi thôi thôi, chàng si tình ơi, tỉnh táo lại cho tôi nhờ và để cho cô ta yên. Sau đó, nàng vào một cửa tiệm khác. Dĩ nhiên là Sam không hề có ý định bỏ cuộc. Đi thôi. Arthur ráng dụ chàng bỏ đi. Nhưng kìa, nàng lại bước ra khỏi cửa tiệm. Lần này, nàng bước thẳng đến trước mặt hai chàng, đứng sát họ. Đến nỗi Sam nghĩ chàng sắp sửa ngất xỉu mất chỉ vì được đứng gần nàng quá. Da nàng trông mịn màng, chàng muốn giơ tay ra sờ thử vào tay nàng. Bất chợt, nàng mắng thẳng vào mặt họ bằng thứ tiếng Anh lởm bởm. Đi ra, đi về, đi đi. Tuy nàng chọn từ hơi vụng về, nhưng cả hai đều hiểu nàng muốn nói gì. Nàng bừng bừng khi sắc giận dữ như thể muốn tát vào mặt họ, đặc biệt là với Arthur. Dường như nàng thấy anh có vẻ biết điều hơn và sẽ giáo dục lại Sam. Hiểu chưa? Không. Lập tức Sam lao xả và bắt chuyện với nàng. Không hiểu chưa? Tôi không nói được tiếng Pháp. Tôi là người Mỹ.
Tên tôi là Sam Walker. Bạn tôi là Arthur Patterson. Chúng tôi chỉ muốn chào cô và... Chàng mỉm cười với nàng một nụ cười thật duyên dáng, dễ thương. Chàng chợt nhận thấy trong mắt nàng có một cái gì rất căm hờn và đau khổ mà chàng không thể hiểu được. Một cái gì đó rất lạ, chàng chưa từng trải qua. Chàng cảm thấy thương nàng vô cùng nhưng không biết làm sao được. Nàng xua tay về phía họ. Không, mẹ, đó, hiểu chưa? Sam xanh mặt quay qua Arthur nhờ dịch. Mẹt. Mẹt là gì? Là cứt. Hay lắm. Sam cười như thể được nàng mời đi uống cà phê. Cô vui lòng đi uống với tụi này ly cà phê nhé. Chàng vẫn cười với nàng và quay qua nói với Arthur. Mẹ kiếp Pat này. Làm thế nào mời nàng uống với mình ly cà phê được nhỉ? Cậu nói giùm đi. Xin lỗi cô. Arthur nói với giả lịch thiệp. Cố nhớ lại vốn tiếng Pháp trong cuốn Friend 4. Nhưng đứng trước mặt người đàn bà Pháp tuyệt đẹp này, chữ nghĩa rơi rụng đâu mất cả. Sam nó có lý, nàng là thiếu phụ đẹp nhất anh chưa từng gặp. Tôi xin lỗi, người bạn tôi đây quá cảm động. Xin mời cô đi uống cà phê. Cuối cùng, anh cũng bập bẹ được mấy câu mời mọc ngượng ngập. Bỗng anh cũng không muốn nàng ruột mất, nhưng không ngờ phản ứng của nàng lại dữ dội thế. Rõ táo tợn chưa? Bọn khốn kiếp, bộ tụi bay muốn. Và rồi nước mắt tràn trề, nàng bỗng lắc đầu quầy quậy, bước dội đi, quay trở lại con đường nàng vừa qua. Bây giờ nàng vừa đi vừa cúi đầu, nhưng đôi vai vẫn giữ vẻ hiên ngang tự hào như bao giờ. Nàng bước nhanh, nhưng họ vẫn nhìn thấy đôi giày nàng rách nát và hơi to, cũng như cái áo đầm màu xanh đậm rộng quá, chắc của má nàng. Nàng nói gì vậy, Arthur? Sam lại rảo bước theo nàng và phải bước như chạy qua đám đông lính tráng không biết ở đâu chui ra mà đông thế. Theo tớ thì hình như nàng chửi tụi mình, tớ không nghe rõ hết, cầu cuối hình như là tiếng lóng. Tiếng gì, cậu không hiểu à? Trong Sam có vẻ lo lắng, tiếng Pháp khó thì khó thật, nhưng đâu có lắm thổ ngữ rắc rối. Tuy vậy, điều chàng lo nhất là mất dấu nàng giữa cái đám đông chen chúc này. Nàng đã đi nhanh vào một con phố ngắn, phố Grand de Gré, bỗng dừng ở một cửa nhà rồi biến mất sau khi đóng cửa cái rầm. Sam dừng lại thở dài rồi cười đắc thắng. Arthur hỏi, có gì mà mừng dữ vậy? Giờ thì mình biết chắc chỗ ở của nàng rồi, phần gì còn lại quá dễ. Ngồi lỡ nàng vào đó thăm ai thì ông bảo sao? Arthur lạ cho cái tính si tình quá đáng của bạn. Anh chưa cảm nghiệm một tình trạng như thế bao giờ, nhưng anh cũng chưa bao giờ gặp một người như nàng. Nàng dễ thương thật. Sớm muộn gì nàng cũng phải đi ra, bảo đảm với cậu đó. Cậu có ý định đứng đây đợi nàng cả ngày hôm nay sao? Walker, cậu điên rồi. Arthur lắc đầu chán nản. Quả thực anh không có ý định dành hết cả quãng thời gian ở Paris để đứng dớ dẫn ngoài ngõ nhà cô gái nào đó. Một cô gái nhất định là không thèm bắt chuyện với mình. Trong khi đó, có hàng ngàn cô gái khác rất sung sướng được bày tỏ với mình đủ mọi thứ tình cảm, biết ơn, say mê, yêu đương nồng cháy. Này Sam, mình sẽ không đứng đợi đây cả ngày đâu đấy, nếu cậu... Sam trả lời tỉnh bơ. Vậy thì bạn có quyền bước, sẽ gặp lại cậu sau, ở cái quán cà phê bọn mình uống hồi nãy. Thế còn cậu, cậu cứ nhất định trồng cây si ở đây. Đúng vậy. Sam đốt một điếu thuốc và sung sướng ngã lưng vào bức tường mà chàng cứ cho là tường nhà người yêu. Chàng có ý định vào trong xem sao, nhưng chuyện đó khoan đã, rồi nàng sẽ phải đi ra thôi, và chàng nhất định chờ đợi. Arthur đứng ở hè phố, bực mình và ráng thuyết phục chàng làm chuyện gì hữu ích hơn với thời giờ quý quá này, nhưng vô ích. Sam nhất định không bỏ cuộc. Tuy bực mình lắm, Arthur cũng đành nhượng bộ, quyết định lang thang với gã này một bữa xem sao. Một phần vì anh không nỡ bỏ Sam, một phần vì anh thấy nàng này cũng có vẻ ngộ ngộ. Gần một tiếng sau, nàng lại xuất hiện. Trong cái giỏ lưới nàng xách có vài cuốn sách. Tóc nàng bây giờ chải xõa xuống. Trông nàng còn đẹp não nùng hơn một giờ trước đây. Vừa ra khỏi nhà, nàng đã trông thấy hai ông tướng, nên nàng bước trở lại vào nhà một lúc, rồi quyết định cứ đi ra. Nàng bước ngang qua họ,
đầu ngẩng cao, hiên ngang. Sam đụng rất nhẹ vào tay nàng để làm nàng chú ý. Mới đầu, nàng tỉnh bơ đi phớt qua, rồi nàng dừng lại, cặp mắt xanh nảy lửa nhìn chàng. Cái nhìn xem ra muốn nói nhiều, nhưng có lẽ nàng cũng hiểu là không nên nói gì cả, bởi vì chàng không hiểu được, giả lại chàng cũng chẳng muốn hiểu. Cô có vui lòng đi ăn cái gì với tụi này không? Chàng làm điệu bộ ăn, trong khi mắt vẫn không rời nàng. Có một cái gì rất tha thiết, nài nỉ trong cách chàng nhìn nàng. Như thể chàng muốn nàng hiểu rằng chàng sẽ không xúc phạm hoặc lợi dụng nàng đâu. Chàng chỉ muốn được nhìn nàng, viếng thăm nàng và có thể là vươn tới đụng chạm thân nàng. Được chứ? Chàng trông có vẻ như trẻ con chờ kẹo, còn nàng thì lắc đầu. Không. Giọng pháp của nàng nói tiếng Anh nghe chừng có vẻ âu yếm, nên chàng cười vui sướng. Trong khi Arthur ngắm họ trao đổi, vì không tài nào thông dịch được với vốn tiếng Pháp ít ỏi của anh. Có một cái gì đó ở cô gái khiến anh im lặng. Không. Nàng làm lại cử chỉ ăn của Sam và lắc đầu nói như vậy. Sao vậy? Chàng cố tìm ra từ tiếng Pháp để nói ý đó. À, phải rồi, phục quá. Bỗng chàng kinh hãi nhìn vào bàn tay nàng. Có thể nàng đã có chồng. Chồng nàng sẽ ra đây giết chết chàng. Nhưng may quá, tay nàng không đeo nhẫn. Nàng trẻ quá, nhưng biết đâu đã là một quá phụ. Chiến tranh mà. Bởi vì... Nàng nói chậm rãi. Không biết chàng có hiểu không, chắc là chàng không hiểu. Bởi vì tôi không muốn, vậy thôi. Arthur ghé tai chàng thì thào. Nàng nói nàng không thích. Sam có vẻ phật ý. Tại sao? Chúng mình là những thằng lương thiện tử tế mà, chỉ mời đi ăn, chứ có gì đâu. Chàng lại ra dấu bảo đi ăn lần nữa. Uống cà phê được không? 5 phút thôi. Chàng đưa một bàn tay xòe 5 ngón lên. Được không? Chàng lại giơ cả 2 tay lên, như cử chỉ đầu hàng, hòa bình hữu nghị. Nàng có vẻ chán ngán và lắc đầu lia lịa. Như thể nàng đã phải chịu đựng cảnh này hằng bao nhiêu năm rồi, với biết bao nhiêu tên lính nham nhở quấy nhiễu nàng với những người ngoại quốc trên quê hương nàng. Không người Đức, không người Mỹ, không, không, cà phê, không. Nàng không làm điệu bộ đang ăn như hồi nãy nữa. Sam chắp tay như cầu khẩn và có lúc trông chàng như sắp bật khóc. Nhưng ít nhất là nàng vẫn còn đứng đó nghe chàng nói. Chàng trỏ vào ngực mình rồi trỏ vào bạn. Bắc Phi, Italy, bây giờ Pháp. Chàng làm bộ giơ súng lên bắn, bắt chước cánh tay Arthur bị thương và nhìn nàng cầu khẩn. Uống cà phê, 5 phút thôi. Lần này có vẻ như phiền muộn, nàng lắc đầu quay đi. Không, tôi rất tiếc. Rồi nàng bước đi rất nhanh, còn họ thì trố mắt nhìn theo nàng. Lần này thì cả Sam cũng không đi theo nàng nữa, bởi không ít gì. Nhưng khi Arthur bỏ đi, chàng không đi theo. Đi thôi cha nội, nàng đi rồi, nàng không thích gặp tụi mình đâu. Tớ có cần. Trông chàng như một cậu học trò thất chí. Có thể nàng sẽ thay đổi ý kiến khi nàng trở về. Rắc rối duy nhất có thể xảy ra là khi trở lại nàng mang theo bố nàng với 7 cậu anh trai. Họ sẽ đấm dở quai hàm tụi mình. Nàng bảo không là nàng nói thật đấy. Thôi, đừng có mất công đứng đây suốt ngày. Ở Paris này thiếu gì đàn bà con gái mê các chàng lính anh hùng giải phóng đến chết mê chết mệt. Sam không nhúc nhích. Thầy kệ tôi, cô này khác. Rốt cục Arthur phát cáo lên. Dần dần cô này khác. Nàng đã bảo chúng mình cút. Ý kiến cá nhân tớ thì nàng có lý, và mình nên tôn trọng ý kiến nàng. Mặc dầu nàng có cặp đùi đẹp cũng thầy kệ, có đi không thì báo. Sam lưỡng lự một lúc rồi bước theo Arthur, nhưng có vẻ tiếc rẻ ra mặt. Hôm đó họ đi đâu, chàng cũng chỉ nghĩ tới cô gái đẹp có mái tóc đỏ như lửa ở phố Arcon. Đôi mắt xanh của nàng trông buồn rười rượi. Chàng bị nàng ám ảnh. Tối hôm đó, chàng bỏ Arthur đang ăn cơm ở bàn với 3 cô gái và lẳng lặng chuồn ra ngoài để đến phố nhà nàng, chỉ mong được dịp gần gũi nàng. Làm thế thật điên rồ, nhưng chàng không cưỡng lại được. Thật là chẳng đặng đừng. Chàng muốn đi tìm nàng một lần nữa, được gặp mặt nàng lần nữa.
Dù đứng xa mà nhìn cũng chịu, không phải chỉ để được thấy nàng mà còn vì cái gì sâu xa hơn nữa. Cái gì đó chàng không định nghĩa được, không hiểu được, nhưng chàng muốn tìm hiểu nàng, hay ít nhất gặp được nàng, phải vậy thôi. Chàng ghé vào một quán cà phê nhỏ bên kia đường, gọi ly cà phê đen không đường như mọi người. Chàng nhìn sang cổng nhà nàng và ngây ngất khi thấy nàng lại xuất hiện ở con phố nhỏ với cái túi lưới đầy sách, từ từ bước lên bậc cửa nhà nàng. Ngừng lại một chút, tìm chìa khóa trong cái ví nhỏ, liếc nhìn chung quanh xem có ai theo dõi mình không. Sam đứng ngay lên, vứt một đống tiền lẻ lên bàn, chạy băng qua đường. Trông thấy chàng, nàng giật mình muốn chạy trốn, nhưng rồi vẫn đứng yên như thách thức. Hồi Paris bị chiếm đóng, nàng đã phải đối diện với nhiều tên lính táo tợn hơn Sam, và xem ra lần này nàng cũng sẵn sàng đối đầu với một tên nữa. Nhưng cặp mắt nàng lần này trông có vẻ mệt mỏi hơn là giận dữ khi giáp mặt chàng. Chào cô. Trông chàng lúc này hiền lành hơn lúc trước, nàng trông xuống chàng như một bà mẹ đang mắng một cậu con trai. Tại sao anh theo đuổi tôi? Nàng nói bằng tiếng Pháp. Chàng không hiểu nàng nói gì, lần này không có Atu để nhờ dịch, nhưng may thay nàng biết nhiều tiếng Anh hơn chàng tưởng. Nàng nhắc lại câu hỏi với một giọng hơi khó chịu. Sao anh lại làm vậy? Tôi muốn được nói chuyện với cô. Chàng nói nhỏ nhẹ như mơn trớn vuốt ve hai cánh tay kiều diễm đang rung nhẹ trong khí lạnh ban đêm. Nàng không mặc áo ấm, chỉ mặc mỗi cái áo xanh cũ xấu xí. Nàng khoác tay chỉ những người đi trên đường phố như thể muốn nói rằng thiếu gì gái ở Paris biết nói tiếng Mỹ. Mắt nàng trở nên nghiêm khắc. Những cô gái ấy sung sướng được nói chuyện với người Đức, người Mỹ. Lần này chàng hiểu ý nàng muốn nói. Còn cô chỉ nói chuyện với người Pháp thôi ư? Nàng mỉm cười nhún vai. Người Pháp cũng có lúc nói chuyện với người Đức, người Mỹ chứ. Nàng muốn nói cho anh hiểu nước Pháp đã phản bội mình như thế nào, nước Pháp đã xấu xa như thế nào, nhưng không thể diễn tả tất cả những ý đó bằng vốn liếng tiếng Anh ít ỏi của nàng. Và lại chàng cũng là người ngoại quốc. Tên cô là gì? Tên tôi là Sam. Nàng do dự một hồi lâu, nghĩ rằng chàng không nên biết làm gì. Sau cùng nàng nhún vai như nói với chính mình. Solange Bertrand, anh đi được rồi chứ? Nàng nhìn chàng hy vọng, còn chàng thì ra dấu chỉ về quán cà phê bên kia đường. Uống với tôi một tách cà phê rồi tôi đi, được không? Chàng nghĩ nàng sẽ nổi giận, nhưng không. Lần đầu tiên chàng thấy đôi vai nàng xuôi xuống, nàng có vẻ do dự. Tôi mệt lắm. Nàng nói bằng tiếng Pháp, nàng chỉ gói sách. Chàng biết nàng không thể tới trường lúc này được, mọi chuyện đều gián đoạn. Cô vẫn tới trường, đi dạy cho một đứa nhỏ ở nhà riêng, nó bệnh lắm, ho lao. Chàng gật đầu, ở nàng cái gì xem ra cũng quý phái. Cô có đói không? Xem ra nàng không hiểu, chàng lại ra dấu ăn uống. Lần này nàng cười, để lộ hàm răng đẹp và nụ cười cứ làm cho lòng chàng vui phơi phới. Đồng ý, đồng ý. Nàng xòe một tay, 5 phút. Cô sẽ phải uống dội mà cà phê của họ thì lại ngon lắm. Chàng cảm thấy như được bay lên khi đỡ lấy cái túi lưới từ tay nàng, dẫn nàng qua đường sang quán cà phê. Chủ quán đón nàng niềm nở vì ông đã quen nàng và có vẻ thích thú thấy nàng đi với một người lính Mỹ. Nàng gọi ông ta là Julian và họ chuyện gẫu với nhau một lúc. Solon kêu một ly trà, chứ nhất định không chịu kêu cái gì ăn. Sam kêu giùm. Anh kêu phô mai với bánh mì và nàng ăn ngấu nghiến, ngoài ý muốn của mình. Lần đầu tiên khi ở gần quan sát nàng, chàng thấy nàng gầy quá. Đôi vai kiêu hãnh chỉ có xương là xương. Những ngón tay nàng dai, thon, đẹp. Nàng cẩn thận hớp từng hớp trà và có vẻ vui được uống thứ nước bốc khói đó. Tại sao anh làm thế? Nàng hỏi chàng sau một ngụm trà, rồi lắc đầu chậm chậm. Tôi thật không hiểu. Chàng không thể nào giải thích cho nàng hiểu vì sao chàng cảm thấy bức xúc phải nói với nàng. Nhưng lúc chàng để mắt nhìn nàng,
Chàng đã hiểu chàng phải nói. Tôi cũng không rõ nữa. Chàng có vẻ suy nghĩ, còn nàng có vẻ không hiểu. Chàng dung tay lên để tỏ cho nàng biết là chính chàng cũng không hiểu mình nữa. Rồi chàng ráng giải thích bằng cách sờ lên ngực, lên mắt. Lần đầu tiên gặp cô, tôi cảm thấy một cái gì khác lạ lắm. Nàng có vẻ không tin và liếc nhìn các cô gái khác trong quán đang ngồi với các lính Mỹ khác. Nhưng chàng hiểu và lắc đầu ngay. Không, không, không phải vậy, hơn nhiều. Chàng đưa tay ra dấu, lớn hơn nhiều. Còn nàng thì nhìn chàng buồn bã, tuy có hiểu chàng hơn. Không có đâu. Cái gì không có? Nàng sờ lên ngực và ra dấu lớn hơn như chàng đã ra dấu. Cô có mất ai trong chiến tranh không? Chàng ghét hỏi. Cô có mất chồng? Cô... Nàng lắc đầu chậm rãi, rồi không hiểu sao nàng nói với chàng. Ba tôi, anh tôi bị bọn Đức giết. Má tôi mất vì bệnh ho lao. Ba tôi, anh tôi có đi kháng chiến. Còn cô, tôi chăm sóc má tôi. Nàng xua tay ra dấu bực tức với chính mình, rồi làm vẻ sợ sệt. Tôi sợ kháng chiến. Nàng nói bằng tiếng Pháp. Bởi vì má tôi cần có tôi lắm, em tôi mới có 16 tuổi. Mắt nàng đẫm lệ, không biết nghĩ sao. Chàng vươn tay ra chạm vào bàn tay của Solange và lạ thay, nàng để yên một lúc, rồi rút lại bưng tách trà uống tiếp, ngụm trà làm cho nàng khuây được cơn xúc động. Cô còn gia đình khác không? Cô còn anh em, cô dì chú bác nào nữa không? Nàng lắc đầu nghiêm nghị. Nàng đã sống một mình 2 năm nay, một mình đối phó với quân Đức, đi dạy kèm để kiếm ít tiền sống qua ngày. Sau khi mẹ nàng mất, nàng vẫn nghĩ đến kháng chiến, nhưng nàng sợ quá và em nàng đã chết một cái chết vô lý như vậy đấy. Nó không chết vì vinh quang, nó chết vì một người Pháp hàng xóm phản bội. Ai cũng có thể là kẻ phản bội, là Pháp gian, trừ một số ít người Pháp trung thực, nhưng họ lại bị săn đuổi và bị giết. Mọi chuyện đã thay đổi. Solange cũng thay đổi theo. Từ một cô gái vui tươi sôi nổi, nàng trở thành một thiếu phụ lầm lì, cáo kỉnh, xa vắng. Thế mà anh chàng này đã dám giơ tay ra đụng vào nàng, và nàng biết mà vẫn để yên. Thay kệ, nàng thích thế. Cái đó làm cho nàng trở lại với tình người hơn. Solange, cô bao nhiêu tuổi? Nàng nghĩ ngẫm một lúc, kiếm cho ra một con số bằng tiếng Anh. Cuối cùng nói một cách bình thản. 90. Còn chàng thì không nhịn được cười, cứ lắc đầu quậy quậy. À không, không phải đâu, 19 phải không? Bỗng dưng nhận ra mình đã nói lộn, nàng cũng bật cười. Lần đầu tiên nàng cười trông trẻ ra và đẹp hơn bội phần. 90 tuổi mà cô đẹp như tiên. Nàng hỏi, còn anh? 22. Câu chuyện trở nên tự nhiên thân mật như chuyện của bất cứ đôi trai gái nào trên cõi đời này. Khác một cái là đôi này đã từng trải quá nhiều. Nàng thì ở trong Paris bị chiếm đóng, còn chàng thì cầm lưỡi lê giết quân Đức. Anh trước kia là sinh viên. Chàng gật đầu, ở một nơi gọi là Harvard, thành phố Boston. Chàng vẫn còn tự hào về chuyện đó, ngay cả bây giờ đang mãn nguyện được gặp nàng. Chàng vẫn thấy chuyện đó đáng kể, nhất là khi thấy ánh mắt thạo đời của nàng nhìn chàng. Harvard? Cô có nghe nói tới trường đó? Tất nhiên, cũng như Sorbonne chứ gì. Có lẽ, chàng hài lòng vì thấy nàng biết như vậy và họ cười với nhau. Trà, bánh, phô mai đã hết từ lâu. Nhưng xem ra nàng chưa có ý định đi về. Solange, anh có thể gặp em ngày mai được không? Có thể là đi dạo chơi chẳng hạn, hay ăn trưa chẳng hạn, ăn tối. Chàng nhận thấy lúc này nàng có vẻ túng đói lắm, thực phẩm hiếm hoi biết bao. Chàng cảm thấy nhiệm vụ của mình là phải bồi dưỡng cho nàng tối đa. Nàng lại lắc đầu và chỉ những cuốn sách trong cái túi lưới. Tôi không biết tôi còn ở Paris bao lâu nữa. Mới gặp nhau mà đã nói chuyện chia tay. Họ nói với nhau về chuyện sẽ phải rời Paris, di chuyển sang Đức. Và chàng không thể chịu nổi ý nghĩ sẽ phải xa nàng. Không phải bây giờ, chưa phải bây giờ, có
có lẽ không bao giờ. Đây là mối tình đầu của chàng, và chàng hoàn toàn bị hớp hồn khi nhìn vào đôi mắt xanh thâm thẳm và trầm tư. Nàng thở dài, chàng kiên trì thật, và dầu không muốn, nàng vẫn thích chàng. Suốt trong thời chiếm đóng, nàng không kết thân với một người Đức nào, tất nhiên không quen một người lính nào, và nàng không biết giải phóng thì có khác gì không. Thế mà chàng trai này lại khác hẳn, nàng biết rõ điều đó. Nàng nói một cách miễn cưỡng, tôi nhận lời mời. Đừng có vẻ cảm động quá vậy. Chàng trêu chọc cô gái, nàng có vẻ mắc cỡ khi chàng cười và nắm tay nàng lần nữa, nói cảm ơn. Họ thong thả đứng lên, chàng dẫn nàng băng qua đường về nhà. Nàng bắt tay chàng, cảm ơn bữa ăn và đóng cửa, vẻ khá dứt khoát. Sam thong thả tản bộ trên các đường phố Paris, chàng cảm thấy như cả cuộc đời chàng đã thay đổi chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ. Chàng không biết làm sao chứ người đàn bà này, cô gái này, sinh vật lạ lùng này đã đi vào cuộc đời chàng mãi mãi. Chương 2. Ophir vừa ngáp vừa hỏi, Sam, tối hôm qua cậu đi đâu vậy? Lúc họ ăn sáng với nhau trong phòng ăn của khách sạn họ trú ngụ, đó là Hotel Idean ở đường Saint Sebastian. Lính tráng được bố trí đóng rải rác khắp các khu phố của Paris như vậy. Ophir tối qua cũng được hưởng một buổi chiều đặc biệt thú vị với nhiều rượu và đàn bà, tới dùng bữa tối với Solange. Sam nói tỉnh bơ sau một ngụm cà phê, ráng làm ra vẻ thản nhiên như đó là một buổi hẹn gặp mặt bình thường, nhưng cả hai người đều biết là không phải vậy. Em nào vậy? Chắc lúc tới về rồi, cậu tán được một em ở ngoài đường phải không? Không phải. Sam nhìn thẳng vào mắt Ophir, miệng cười toe toét, ánh mắt tinh nghịch. Cậu còn nhớ cái cô nàng tụi mình gặp hôm qua ở phố Acon không? Cái cô tóc đỏ, mắt xanh, giò thon tuyệt mà dáng đi trịnh trọng đó. Cậu không xạo chứ? Ophir ngạc nhiên hết sức rồi cười lên hô hố. Chắc thằng Sam này nói giỡn rồi. Tớ tạm tin cậu trong một giây. Thật ra cậu đi đâu? Đã nói rồi mà, tớ đi với Solange. Lần này chàng không đùa nữa. Walker, cậu không xạo chứ? Cô đó thiệt hả? Tìm thấy nàng ở đâu mà hay vậy? Ngoài ngõ nhà nàng. Mình trở lại đúng vào lúc nàng đi đâu về nhà. Nàng kèm cho một thằng nhóc mắc bệnh lao phổi. Làm sao cậu biết rành thế? Tớ nhớ là nàng chỉ nói tiếng Pháp với tụi mình, còn nói tiếng Lóng nữa. Ophir vẫn chưa hết kinh ngạc. Nàng có nói được chút ít tiếng Anh, không nhiều, nhưng đủ hiểu nhau. Ngoài sự cố nàng bảo nàng 90 tuổi, thì còn lại tụi này hiểu nhau rất tốt. Chàng cười với Ophir một nụ cười khẳng định chủ quyền. Đã rõ ràng Solan là người yêu của chàng rồi. Ophir nhìn Sam hối hận vì mình đã không kiên trì được. Sam có cái gì đó đặc biệt lắm khiến người khác thích chàng. Những người như thế trong đời luôn luôn gặt hái thắng lợi. Nàng bao nhiêu tuổi? Ophir bỗng tò mò mọi chuyện về cô gái ngộ nghĩnh này. 19. Bố cô ta không mang dao đến gặp cậu chứ? Sam yên lặng lắc đầu. Cha và em của nàng bị bọn Đức giết. Mẹ nàng mất về bệnh lao, hiện nàng sống một mình. Ophir có vẻ cảm động. Thế ra họ đã nói chuyện với nhau thật sự, chứ không phải Sam bịa. Cậu có tính gặp lại nàng nữa không? Sam gật đầu rồi cười với bạn cái cười thông cảm. Có, mình sẽ gặp lại nàng, Patterson ạ. Mình chưa báo cho nàng, nhưng tới đây, khi chiến tranh kết liễu, tụi này sẽ lấy nhau. Cầm Ophir trễ xuống, miệng há ra kinh ngạc, mắt mở to nhìn bạn. Nhưng lần này anh chẳng nói là bạn khùng nữa. Bởi vì cái điều khùng điên nhất là anh bỗng cảm thấy rằng Sam nói thật. Tối hôm đó, Sam và Solange lại gặp nhau ăn cơm tối. Bữa đó nàng kể cho Sam chuyện nàng sống ở Paris trong thời chiếm đóng. Cuộc sống đó một cách tế nhị, còn tệ hơn cuộc sống Sam đã phải trải qua. Bởi vì nàng đã phải đơn độc đối phó,
nàng luôn luôn phải cảnh giác để khỏi bị giam cầm, bị tra tấn, hay đơn giản hơn, bị hãm hiếp. Vì người Đức nghĩ rằng họ làm chủ Paris và tất cả đàn bà, con gái Paris thuộc về họ. Sau khi cha chết, nàng phải chăm sóc cho mẹ. Hai mẹ con hầu như không có gì ăn và kiếm được gì nàng dành cho mẹ tất cả. Họ đã bị lấy mất nhà và mẹ nàng đã chết trong vòng tay nàng trong một căn phòng đi mướn. Căn phòng nàng đang ở hiện nay đầy những kỷ niệm đau buồn và những bóng ma thân thương sầu khổ. Nàng muốn dọn đi nơi khác mà không đủ phương tiện. Ngoài những điều đau đớn lòng, nàng phải thấy trong chiến tranh nàng chẳng còn lại gì, chẳng còn ai để tin cậy. Việc em nàng bị phản bội là cú đánh cuối cùng làm tiêu tan mọi cảm tình trước kia của nàng đối với nước Pháp và đồng bào Pháp. Một ngày kia, anh sẽ đưa em về Mỹ. Chàng nói như để thăm dò. Lúc chàng ngồi nhìn nàng ăn, chàng đã kêu thêm món ăn và mừng vì nàng đã dùng hết. Nàng nhún vai đáp lại lời mời mọc của chàng, coi đó như một giấc mơ hão huyền không đáng nghĩ tới. Xa lắm. Nàng phát điệu bộ và nói bằng tiếng Pháp như vậy. Dù sao đó cũng chỉ là ý nghĩ thô thiển của nàng. Không xa lắm đâu. Còn anh, trở về học lại Hava khi chiến tranh kết thúc chứ? Có thể, nếu chuyện học hành còn có một ý nghĩa nào đó, nhưng khó mà tưởng tượng rằng có thể đi học lại. Có thể chàng sẽ cố gắng thử xem sao. Ofer và chàng đã nói với nhau nhiều về chuyện đó, về ban đêm khi phải ngủ ở chiến hào. Lúc đó thì thấy việc học còn có ý nghĩa, nhưng khó mà biết được khi trở về quê hương, việc đó còn đáng quan tâm nữa không? Anh muốn trở thành một diễn viên. Chàng thử nói ý đó xem nàng nói sao, nàng có vẻ hơi ngạc nhiên. Một diễn viên? Nàng hỏi lại rồi gật đầu, như thể chuyện đó đối với nàng khá thú vị. Chàng muốn hôn nàng cảm ơn, chàng cười với nàng, còn nàng chưa hiểu gì sao chàng lại mỉm cười như thế. Chàng gọi cho nàng một dĩa trái cây, một món ăn hàng mấy chục tháng nay nàng chưa được ăn, mà cũng không dám mơ tưởng tới. Tính hào phóng của chàng khiến cho nàng bối rối. Tuy đó là một cử chỉ tự nhiên, như họ đã từng là bạn lâu năm, thật khó mà tưởng tượng được rằng đây mới là lần thứ hai họ ăn chung với nhau. Tình bạn của họ có vẻ nở thêm qua lá cành trong những lần họ đi dạo dọc bờ sông Sen, ghé vào một quán nhỏ để nói chuyện, ăn uống và cuối cùng nắm tay nhau đầm thắm. Mấy ngày rồi, Sam chưa gặp lại Arthur khi gặp lại rủ nhau đi ăn sáng. Sam không muốn phải nhắc đến chuyện cuộc chiến. Hai ngày sau cuộc diễu hành khải hoàn trên đại lộ Champs-Élysées, tướng Patton vượt qua sông Meuse, một tuần sau đã chiếm được Mê trên đường tiến sang Mỹ. Vì thế họ không thể lưu lại Paris lâu hơn nữa. Ngày 3 tháng 9, cả hai thành phố Bruxelles và Antwerp được quân Anh giải phóng. Vừa uống cà phê, Patterson vừa buồn rầu nói: "Nhớ kỹ đi, họ sắp sửa rút quân khỏi đây ngày 1, ngày 2 thôi." Sao thấy anh có lý, nhưng anh cứ muốn liều ở lại với Solange. Vào bữa quân Anh chiếm được Bruxelles, chàng đã tới phòng nàng. Chàng đã nhẹ nhàng cởi tấm áo xanh cũ của nàng và lần đầu tiên làm tình với nàng. Vừa ngạc nhiên, vừa vui sướng, chàng khám phá ra nàng còn trinh. Sau cuộc tình, nàng đã nằm trong vòng tay chàng với những giọt nước mắt sung sướng chảy vào má chàng khi chàng hôn nàng. Sam mê say nàng, mê tuyệt vọng, mê hơn bao giờ hết. "Em yêu anh lắm, Sam." Giọng nàng vừa hỗn hển, vừa êm đềm nhưng vẫn rõ ràng từng tiếng. "Solan, anh cũng vậy, anh cũng vậy." Anh không thể nào chịu đựng nổi ý nghĩ phải xa nàng. Anh biết nàng cũng thế, không muốn rời chàng. Bây giờ nàng có vẻ tùy thuộc vào anh, tin cậy anh và cởi mở với anh hơn trước thật nhiều. Nhưng việc phải đến vẫn đến. Hai tuần sau, chàng nhận được lệnh. Họ được chuyển đến mặt trận, lại đánh đấm nữa. Nhưng có lẽ sau trận này mọi sự sẽ kết thúc. Ai cũng hy vọng như vậy,
Vì phần còn lại của châu Âu mà được giải phóng thì nước Đức sẽ sụp đổ nhanh chóng, có thể vào lễ Giáng sinh này. Một đêm vào lúc đã khuya, chàng có hứa với nàng như vậy khi da vuốt tấm thân ngà ngọc của nàng với những ngón tay cuồng vọng. Da thịt nàng mịn màng, mái tóc nàng xõa xuống đôi bờ vai và phủ lên đồi thơm mát như những ngọn lửa cháy trên đôi môi chàng đang mãi miết đặt những nụ hôn tha thiết. Anh yêu em, Solan. Chúa ơi, anh yêu em biết bao. Chàng chưa bao giờ gặp được người phụ nữ nào như nàng, ở Boston cũng như ở bất cứ đâu. Chiến tranh kết liễu rồi, em có lấy anh không? Nàng chỉ khóc chứ không trả lời. Chàng ép nàng phải nhìn thẳng vào mắt chàng. Những giọt lệ chậm rãi lăn tròn trên đôi má, như thể nàng biết rõ chuyện gì mà chàng không biết được. Có chuyện gì vậy em? Nàng không thể ép mình nói ra, giả lại tiếng Anh của nàng không đủ diễn tả. Xa mà, trong chiến tranh mọi chuyện đều đổi thay. Chàng yêu cái cách nàng gọi tên chàng. Chàng yêu hơi thở nàng, tiếng nói nàng và mùi hương người nàng. Cái gì ở nàng cũng đáng yêu. Chàng yêu nàng đến điên rồ, cơn đam mê sẽ đưa chàng tới cõi thiên đàng. Nàng đã ban cho chàng những xúc động mà trước đây chưa bao giờ có. Anh sẽ vào trường Harvard học lại, rồi sau đó, dạ. Nàng nhún vai tuyệt vọng. Và sau đó, anh sẽ quên Paris. Nàng muốn nói là chàng sẽ quên nàng. Chàng trố mắt nhìn nàng kinh ngạc. Em nghĩ là anh có thể quên tất cả những điều này. Có thật em nghĩ đây chỉ là trò chơi của lính. Anh yêu em. Lần đầu tiên nàng thấy chàng nổi giận, và lần này chàng làm tình với nàng để báo thù. Anh yêu em, anh yêu em có hiểu thế không? Đó là điều hết sức quan trọng. Khi chiến tranh kết liễu, anh sẽ đem em về quê hương anh, em có đi không? Nàng chậm rãi gật đầu, vẫn chưa thể tin rằng chàng thực sự muốn nàng khi chiến tranh đã chấm dứt và chàng còn sống sót trở về. Nàng không chịu nổi ý nghĩ về điều đó. Trong chiến tranh, nàng đã mất tất cả người thân và có lẽ cũng trong chiến tranh nàng sẽ mất chàng. Yêu chàng, nàng rất sợ hãi, nhưng cũng như chàng, nàng không thể không yêu hay ngừng yêu chàng được. Đó là một đam mê còn lớn hơn cả hai người cộng lại. Sam cảm thấy tâm hồn chàng bị xé tan từng mảnh vì nàng. Hôm chàng từ giã Paris, nàng đã đến tiễn đưa, cả nàng lẫn Sam cùng im lặng, chỉ biết khóc, và họ xa nhau. Alfred chưa bao giờ thấy bạn mình khổ sở như vậy. Đoàn quân ra khỏi cổng Saint Cloud. Sam cố gắng bắt buộc mình không được phép ngoảnh đầu lại, vì như vậy, chàng nhất định sẽ đào ngũ. Chàng không thể chịu đựng được cảnh nàng đứng cô đơn vẫy tay khi chàng ra đi. Hình ảnh nàng nức nở khóc là hình ảnh cuối cùng chàng nhớ về nàng. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 1 tiểu thuyết Những cánh hoa lạc loài. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.